cung cấp mỗi đội một tấm bảng. Nhiệm vụ hai đội là thách đấu luân phiên. Mỗi đội thách đố nhau 5 loại trái cây. Đội này chọn trái cây của đội kia. Không được nói làm sao dạy được 3 người nước ngoài là đội của mình đọc đúng được tên của loại trái cây đó. Mỗi khách có 3 lần đọc với mỗi loại trái cây. Cả 3 người gọi đúng được 1 điểm. They don't allow for speak, so I just write out. Ok. Bệnh luôn. Cái giống luôn móc này. Móc sao người ta nước ngoài hiểu cái giống móc thế nhỉ? Rồi cho tao đọc đi. Móc. Can you speak out? I speak. Yeah, can you speak? Sorry. Yeah. Exactly. Nhưng mà hai người phải đọc chung mà. Yeah, exactly. You too. Sorry. No. One more time. Like her. Sorry. Yeah. Sorry. Yeah. Vậy mà còn chưa chịu dép nữa má. Đúng rồi, ta đọc. Trời ơi. Là sơ chứ. Ok. Cái gì? Viết gì vậy? Viết cái gì vậy? Viết cái gì vậy? Cái gì? Ồ cái dây này là bỏ đâu? Dính lắm. Trời ơi. Đi. Rồi. Không. Yes. Không có phải dép được. Không. Yeah. Ok. Chết nè, cái này là chết. Chết. Chưa. Ok. Two times. One. Ơi. Three times please. Try this. Try. Nào lên lên vậy mà. Ừ. Gần đúng rồi. Được chưa? Ba rồi. Chị. Thì nó nghe đi chứ nó kêu mình chi. Nhiều. Ôi. Đó, anh nha. Anh đã đúng tiền rồi chưa ta? Anh đọc vậy ta đúng đó. Nhưng mà thằng một trong hai muốn đâu thắng đâu. Ok. Thôi thua rồi. Ok, trời ơi. Đấy. Vậy là ta hiểu á. Trời. Chuối. No. Không được. Mới đầu nãy đọc đúng rồi. Ok. Thank you. Chuối. Thà cái này giống ngã khó đọc nè. Ủa ba cái này biết sao đọc luôn á. Giống ngã đâu. Ngã coi thử coi tao đọc sao. Đúng rồi. Nè, vô nghe. Được. Đó. Được chưa? Rồi, you. The same with him. Nine. No. One more. Nắng. Nắng. Cái chữ H á. Chữ H ở người nước ngoài á là họ bỏ. Đúng không? Ok, không được. Rồi, tới bên kia. Đọc cho tao nghe. Nhãn. Nhãn. Rồi, bên đây. Không. Trái này có cách gọi khác mà. Yes. Là gì? Rồi, miền Bắc á, là cái miền Bắc. Tôi không biết, tôi Việt Nam tôi không biết nữa. Đúng rồi. Không, tôi không biết. Rồi. Chứ đâu là cái gì vậy? Tôi là Việt Nam không biết cái đó. Rồi, người nước ngoài biết. Miền Bắc đúng rồi. Nè, còn có trái này thôi chứ mấy. Ủa hết rồi hả? Có. Yeah. Chôm. Yes. Ok chưa? Chôm. Được chưa? Được. Good. Ok, rồi, bên chị. Hoàng mang quá. Nè, cái này nè. Đây nè. Trời ơi trời. Rồi, ba chữ rồi, ba chữ. Ba chữ chết luôn á. Kệ chứ. Trời ơi, đọc ra đâu. Cái này ba chữ gì? Đó. Cái gì? Happy. Đó. Yes. Cá hả? Đâu, yes. Cá. Đọc lần toàn cá không à. Cá. Nô cá. Cá. Rồi thôi hơn 3 lần cá. Không hợp lại, ok. Cà mi. Cà mi. Cà mi. Cà mi. Cà mi. Lẹ đi. Mấy trái rồi vậy? Đủ chưa? Rồi đó. Cái cuối nè. Cái cuối hả? Yeah. Wow. Sao rồi? Sao? Rồi, cái này cái gì? Táo. Cái táo. Rồi. Trái bên này đó, khách bên đây đó. Ủa, giống bên kia hả? Không quên. Ok. The same of the... Ta có nhớ gì đâu mà xem cái sọt. Cái gì? Yeah.
Đúng rồi. Hồi nãy bên đây cũng là oi mà. Đây nãy đâu đặt cái này luôn đó. Oi. Yes. Again, again. Oi. Yeah. Oi. Oi. Ôi, ôi rõ ràng. Anh nhanh thấy còn một lượt đi nữa. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you. Tổng kết cho cái vòng thi này thì đội của Bác Go là coi như là về đích trước là một điểm nè. Tìm được nhiều người nước ngoài hơn là một điểm nè. Cơ ký chính xác hơn là một điểm nè. Ba điểm. Là ba điểm. Bên chị là trong cái phần đoán nhiều trái hơn nè. Chỉ mua được nhiều trái. Mua 3, được nhiều 2. Trái đó. 32. Ngày hôm nay á thì đáng lý ra là chị Tường chỉ mời mọi người ăn sáng. Nhưng mà theo cái thông lệ của cái biệt đội 6 này á thì nó có một cái trò chơi may rủi. Sau khi cái phần ăn này ăn xong thì chúng ta sẽ chơi coi là ai sẽ là dành phần trả tiền hết tất cả ngày hôm nay. Ủa ai bị chứ? Chứ sao ai dành? Ai bị chứ sao ai dành? Ai dành? Trả tiền là phải vui vẻ mà trả tiền, hiểu không? Hiểu không? Khó vậy là tâm lý là phải là vừa trả tiền mà phải vui vẻ nữa. Đúng rồi. Ăn đi. Trời đất ơi. Rồi. Chủ quán hãy suy nghĩ và chỉ định trong 6 người, 2 người nào sẽ phải trả tiền. Được. Mà chủ quán là ai? Không nhận món ngon dễ sợ luôn á. Chào 6 bạn. Chào chị. Chào chị. Nãy giờ xin lỗi là vì mình vừa phải chuẩn bị trong bếp mà ra hơi trễ. Chào. Dạ. Các bạn ăn có ngon không? Em thấy đây là cái mùi nó cũng cái mùi mắm nó rất là lạ. Tại vì em là nhân lao động á, em không có được cái cơ hội mà ăn cái này nhiều. Em không có tiền. Nhân lao động gì vậy? Em nghe nói. Ủa em cứ nói đi. Các bạn nói không về không? Rồi bây giờ sau khi nãy giờ chị ngồi chị suy nghĩ chị đắn đo đó, thì chị có hai cái tên chưa? Hai tên hả? Chị nhân lao động á chị ghê. Không biết tên chị thẳng vô mặt. Tại vì sáu bạn nào mình cũng yêu quý á. Chị không cần nói tên. Chị mà kêu tên em nghĩ ăn. Thì em lại rơi nước mắt nữa rồi. Chị ơi cho bạn này trả tiền nha chị. Người lao động mà trả tiền là hợp lý nhất. Mình chung đội á chị. Vì em bước thảo ma lại. Thôi hôm nay mình xin phép là mời hai bạn này đi. Tại vì hai bạn này trả tiền từ thứ nhất là cũng như chị Cát Tường là chị cả. Đó, chị cả mình rất là quý chị. Thứ hai là BB dễ thương luôn. Không, em không có dễ thương như chị nghĩ đâu. Ở ngoài không có thì nhá. Chị đã chỉ định hai con người để giúp bữa sáng của chúng em ngon hơn. Dạ cảm ơn chị. Là chị xin phép hả? Dạ. Chị dễ thương quá. Em cảm ơn chị. Đội nào không có người trả tiền ăn sáng sẽ được một điểm. Nếu cả hai đội đều có người trả tiền sẽ dùng lá bài ác quỷ để quyết định. Cho nên là đội mình là được một điểm rồi đó, thắng rồi đó. Thấy vậy? Chị thấy chưa? Chị vui mừng quá, chị kêu em đó chưa? Bây giờ đây là hai người phải trả tiền nhưng mà mình chỉ có quy định là một người trả tiền thôi. Cho nên là phải phân định. Phải phân định. Phải phân định bằng cách là bây giờ chúng ta có lá bài thần thánh. Thật ra theo em nghĩ á, nếu như là không phải là chị Cát Tường mà một người khác thì mình nên rút. Tại vì lúc nãy mọi người ở đây cũng đã nói là tính chị cũng hơi nóng tính đó mọi người. Em nghĩ là thôi chắc em giành luôn. Em giành giả luôn hả? Hai chị hả? Em rất là dễ thương. Không rút luôn hả? Bây giờ chị ơi cho em xin cái bill. Hầu bao là phải móc ra. Khoan cho chim coi cái được không? Để chim coi một phần nó nhiêu tiền để chim soi với. Một phần 60.000. Trời có 450 à. Ngán luôn nè. Hết thấy nói gì luôn à. Hết nói luôn. Ê hồi nãy vô không khí nó không khí dữ lắm á. Ừ tự nhiên cầm bill lên tự nhiên nó bị tụt hết luôn. Cái phần này là mình đâu có ghi hình đâu không? Có ghi hình chứ. Có mọi người giỡn vậy. Cái này bên chương trình mình giả luôn anh. Để em không bỏ tiền thì có thể. Thì ra nãy ông tưởng không bỏ tiền nên mới đặt ống gia hiệp sĩ. Bây giờ mượn tiền không? Cho mượn tiền nè. Có còn em Hùng không? Thôi được rồi. 450.